Xin chào các bạn. Tôi là Văn Đức Vlog. Rồi, ok. Thịnh chào đi này. Nào, Thịnh Thịnh Văn Thịnh Vlog. Nào, Thịnh chào các bạn đấy. Chào đi nào. Nào, Thịnh chào các bạn. Chào các bạn, Thịnh Vlog. Rồi, ok. Hôm nay hôm nay bọn mình sẽ làm về món lá sấu nha, ăn chấm muối nha. Món ăn quen thuộc dân dã của vùng quê mình nha. Đây, bây giờ bọn mình sẽ hái nha các bạn, chờ mình tí nha. Không được thế. Từ từ. Các bạn chờ mình tí. Xuống này. Nào, đây bọn mình đang chuẩn bị đi hái lá này, ăn muối rất là ngon nha các bạn. Để ta thể hiện đâu. Mày đây các bạn ạ. Đây, đây là Tây Thiên Đại Thánh, thanh niên trở về tuổi thơ nha các bạn. Đây các bạn, đây bây giờ mình sẽ đi lấy lá sấu các bạn nha. Vâng, anh em. Nhưng tổng là thịt, những cành lá sấu rất là ngon nha các bạn. Thì mình sẽ làm được các bạn xem. Đúng rồi, các bạn ơi, đồ thấy rất là vui nha các bạn. Rồi, hái đi, chuẩn bị chúng mình chuẩn bị nha các bạn. Nào, hái đi, hái xong chưa? Rồi, hái đi, chuẩn bị. Thôi. Mình cho vào lấy muối nha anh em. Thằng nãy là thằng đây nhá, thằng em mình nó rất là đam mê quậy nha anh em. Ê, idol của tôi trẻ các bạn ạ, mặc áo ngược. Đây các bạn chờ đi, mình sẽ quay nha các bạn. Đây rất là đẹp. Đây là chỗ nhà bà mình nha các bạn. Đây cảnh non sông. Đây, đây là cây sấu cổ thụ nha các bạn. Đây cánh đồng. Đây, đây Văn Thịnh đây. Mà áo ngược các bạn ạ. Đây, nhà mình đây. Nào, mình sẽ làm thử thách với bà mình nha các bạn. Vậy bây giờ mình sẽ cho anh em mình đi muối nha các bạn. Xong bọn mình sẽ quay. Các bạn chờ mình tí. Đây, thanh niên này đang leo cây rất là kinh nghiệm nha các bạn. Đây. Thanh niên leo rất là ác liệt. Rất là đẹp. Chỗ mình hơi gió ồn ồn tí, các bạn thông cảm cho mình nhé. Đây, mình dạo này rất là bận nên là không ra vlog nhiều các bạn nhé. Các bạn hay thì hãy ủng hộ cho mình. Đây, mình sẽ quay cái này. Đợi thằng em mình nó lấy muối ra các bạn. Đây các bạn, rất là đẹp. Các bạn ơi, đây mình sẽ vào nhà ông mình nhá. Tí nữa mình sẽ là quay ra vlog tiếp. Đây, đây là ông mình nha các bạn. Đấy, ông mình đấy, đây. Đây đi các bạn ạ. Đây, chúng mình ra quay trở lại với cây sấu cổ thụ nha. Đây, thanh niên này xuống để ăn món tuổi thơ nha. Rồi. Bọn mình ở Thái Nguyên nha. Đây các bạn ơi, đây là muối này các bạn. Đây là vùng quê mình và ăn muối mì tôm đấy các bạn ạ. Đây bây giờ đây, những cây sấu này đây. Đây, thằng kia xuống Thịnh ơi. Thịnh ơi, xuống ăn Thịnh ơi. Nào, đây xuống ăn để nêu quả nghĩ cho các bạn nào. Đây, thanh niên ăn để nêu quả nghĩ đấy. Xuống ăn nhanh. Nêu quả nghĩ. Làm gì vậy? À ừ.
cong ra đây. Đấy. Vừa thôi. Rồi. Ăn đi cảm nhận. Đi cảm nhận. Thế nào? Rồi hai thằng này sẽ ăn. Bây giờ mình sẽ vào thưởng thức nha các bạn. Đây mình sẽ ăn thử các bạn. Đây các bạn ơi. Quả sấu rất là ngon nha, mình rất nước dãi các bạn. Mời tất cả các bạn nha. Biết không ngon các bạn? Ngon các bạn. Đấy. Đi thôi. Cái này đang rất là cay. Món ăn tuổi thơ của chúng mình. Nhiều thế, đi thôi. Thôi các bạn ơi, đây. Ngon không? Mời em ăn nè. Thỉnh mời anh em chưa? Ăn ngon. Được. Ngon không? Nêu quả mế. Nếu có nghĩ thì ngồi, nêu không? À. Ngon, rồi, ok. Ngon luôn. Đây. Nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ vào. Ngon lắm các bạn. Ăn nha. Ăn luôn luôn. Ok, ok. Ngon lắm. Quay ra, quay ra. Đây, mình sẽ cho các bạn xem nha. Rất là ngon luôn. Ở quê mỗi ngày ai cũng có một cái thứ ngon của nó các bạn ạ. Quán gà các bạn nhá. Rất là ngon các bạn. Anh ngồi thấp xuống. Để người ta nhìn thấy mắt cơ. Mắt cơ chua đấy. Ngon ngon, cay cay. Ngọt ngọt, rất là ngon các bạn. Đây các bạn nhìn này. Đây mình cuốn lá vào. Thôi ăn đi, ăn tiếp. Đây các bạn ơi. Các nhờ. Bạn ở đâu? Nhầm các bạn. Các bạn ơi. Nhầm các bạn. Cầm. Để cho anh. Ủa anh mới sắp đấy. Thế là nữa. Ngon không? Ngon. Ngon. Rất ngon nhỉ. Clip của mình kết thúc đây nha anh em. Bye bye. Subscribe và like đăng ký kênh cho bọn mình nha. Để bọn mình ra những video ẩm thực nữa nha. Bye bye anh em. Bye bye. Rồi.